Đô đốc Samuel Paparo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ, mới đây đã phát biểu rằng các nước phương Tây đã cố gắng thuyết phục Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện cải cách chính trị trong 40 năm qua, nhưng đều thất bại và châu Á hiện đã bước vào thời kỳ nguy hiểm. Vị tướng này cũng nói thêm rằng khu vực châu Á chỉ có hai lựa chọn. Một là họ có thể nhượng bộ và cuối cùng từ bỏ một số quyền tự do của mình, hoặc họ có thể được trang bị vũ khí tận răng để chiến đấu. Không ai muốn chứng kiến một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á, nhưng nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất quyết, thì Mỹ và các đối tác sẽ không thể làm ngơ. Hoa Kỳ đang có nhiều hành động hơn nữa để ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan, và những công nghệ tiên tiến được sử dụng cho cuộc chiến tranh Nga-Ukraine dự kiến sẽ được áp dụng. Tất cả sẽ có trong bản tin ngày hôm nay của BBC. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Điểm Nóng trên kênh DBC. Thưa quý vị, Đô đốc Samuel Paparo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Hoa Kỳ, tiết lộ rằng quân đội nước này có kế hoạch sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái để ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan. Trong buổi phỏng vấn tại Diễn đàn An ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore mới đây, ông Paparo nói rằng quân đội Mỹ đang chuẩn bị triển khai hàng nghìn tàu ngầm không người lái, tàu mặt nước không người lái và máy bay không người lái trên tuyến đường thủy dài 100 dặm của eo biển Đài Loan, từ trên trời xuống mặt nước như một tấm lưới lớn để ứng phó với tình huống quân đội Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan. Đảng Cộng sản Trung Quốc mong muốn chiếm được Đài Loan chóng vánh trước khi thế giới kịp phản ứng. Hoa Kỳ dự kiến chính quyền Bắc Kinh có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Đài Loan mà không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào. Vì vậy, họ đã xây dựng một kế hoạch tổng thể để ngăn chặn tình huống này xảy ra. Kế hoạch tổng thể ngăn chặn Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đang thực hiện một chiến lược ngăn chặn Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan bằng cách sử dụng đội quân máy bay không người lái. Kế hoạch rất đơn giản. Nếu Đài Loan bị Trung Quốc đại lục xâm lược, nước này có thể phải gặp một lực lượng máy bay không người lái đáng gờm, được thiết kế để khiến lực lượng vũ trang của họ phải khốn đốn. Đây là cốt lõi của chiến lược Hellscape, cảnh địa ngục do đô đốc hàng đầu của Mỹ ở Thái Bình Dương đề ra. Cách tiếp cận này về cơ bản xoay quanh việc sử dụng máy bay không người lái để đánh lạc hướng Trung Quốc khi họ tấn công Đài Loan và kéo dài thời gian để lực lượng Mỹ trả đũa. Đô đốc Samuel Paparo nói với The Washington Post tại hội nghị thượng đỉnh đối thoại Shangri-La rằng ý tưởng là ngay khi hạm đội xâm lược của Trung Quốc bắt đầu di chuyển qua tuyến đường thủy dài 100 dặm, quân đội Mỹ sẽ triển khai hàng nghìn tàu ngầm không người lái, tàu mặt nước không người lái và máy bay không người lái tràn ngập khu vực và giúp các lực lượng của Đài Loan. Mỹ và các đối tác có thời gian để đưa ra phản ứng toàn diện. Chiến lược Hellscape dựa trên việc sử dụng rộng rãi các hệ thống tự hành và được cho là học hỏi nhiều từ cuộc chiến ở Ukraine, nơi mà các phương tiện không người lái đã làm thay đổi bản chất của chiến tranh hiện đại. Cả hai phía Nga-Ukraine đều sử dụng các phương tiện không người lái để thực hiện các cuộc tấn công mà có thể họ chưa từng nghĩ tới cho đến vài năm trước. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga và phá hủy các tài sản như trung tâm chỉ huy và kiểm soát, nhà máy lọc dầu, sân bay và các tàu khổng lồ neo đậu trong một xưởng đóng tàu cùng một số tài sản khác. Cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy hệ thống phòng không không phải là không thể xuyên thủng và máy bay không người lái có thể gây ra thiệt hại lớn mà không bị phát hiện. Quan trọng hơn, không có gì an toàn trong thời đại ngày nay trước một loại đạn lảng vảng hoặc một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV. Các nhà phân tích đã lưu ý trong năm qua rằng cuộc chiến bằng máy bay không người lái ở Ukraine đã thay đổi cách quân đội hiện đại tiếp cận xung đột. Nên cả Mỹ hay Trung Quốc đã phải tập trung sự chú ý vào các nền tảng tự hành và ý tưởng đầu tiên về một cuộc chiến như vậy được tướng Kenneth Greenspach, Tư lệnh lực lượng không quân Thái Bình Dương đưa ra vào tháng 3 năm 2022. Khi đó, ông Greenbach cho rằng việc triển khai máy bay không người lái chống lại Trung Quốc sẽ phù hợp hơn là các máy bay chiến đấu tàng hình cao cấp như F-35 hay F-22, và một điều có thể chấp nhận được là các loại vũ khí chi phí thấp này có thể tái sử dụng và loại bỏ đi.
Quan chức quân sự hàng đầu tuyên bố rằng trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc, tốt hơn hết, không quân Mỹ nên tập hợp các hệ thống dễ bị tổn hại, chẳng hạn như máy bay không người lái hoặc mồi nhử, để dần dần làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Trung Quốc, vì chúng sẽ có nhiều mục tiêu hơn để đối phó và không biết tài sản trên không là gì. Theo ông, đây sẽ là cách làm cạn kiệt hệ thống chống khu vực hay từ chối truy cập đáng gờm của Trung Quốc dọc theo bờ biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Mỹ, hàng nghìn hệ thống máy bay không người lái sẽ được triển khai. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Kathleen Hicks tiết lộ trong một bài phát biểu vào ngày 6 tháng 9 năm 2023 rằng Hoa Kỳ sẽ phát triển hàng nghìn hệ thống trí tuệ nhân tạo trên biển, trên bộ và trên không để chống lại việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thách thức vị thế chiến lược của Hoa Kỳ và ngăn chặn nó dùng vũ lực xâm chiếm Đài Loan. Theo bà Hicks, chương trình Replication, người tái tạo, sẽ giúp Hoa Kỳ phá bỏ lợi thế về tàu chiến, tên lửa và quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lưu ý rằng hệ thống này có thể ngăn chặn sự xâm lược, giảm số lượng nhân sự trong chiến tranh, các phương tiện tham gia chiến đấu cũng được sản xuất, triển khai và nâng cấp với tốc độ mà các chiến binh cần và không cần bảo trì trong thời gian dài. Bộ Quốc phòng đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng cho chương trình Replication là triển khai hàng nghìn hệ thống tự điều khiển trong nhiều lĩnh vực trong vòng 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi. Bà cũng nhấn mạnh chiến lược này luôn mang tính răn đe bởi cạnh tranh không có nghĩa là xung đột. Hicks nói, chúng ta phải đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc thức tỉnh mỗi ngày, cân nhắc nguy cơ gây hấn và kết luận rằng hôm nay không phải là lúc, không chỉ hôm nay mà còn mỗi ngày trong tương lai gần. Mỹ sẽ dùng vũ khí bí mật ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công Đài Loan. Các tướng lính Mỹ giờ đây đã có cách nhìn nhận mới, giống như lời đô đốc Samuel Paparo từng nói tại đối thoại Shangri-La rằng châu Á chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đầu hàng, hoặc là chiến đấu đến cùng. Tướng Paparo nhấn mạnh rằng, công việc của tôi là đảm bảo rằng từ nay đến năm 2027 và hơn thế nữa, lực lượng Mỹ và các đồng minh của chúng tôi có thể giành chiến thắng. Tôi muốn sử dụng một số vũ khí bí mật để biến eo biển Đài Loan thành một địa ngục không có người ở. Bằng cách đó, tôi có thể nhốt họ, tức quân đội Trung Quốc trong đó, và chịu đựng trong một tháng. Điều này sẽ giúp tôi có thời gian để chuẩn bị những việc khác. Tuy nhiên, khi được hỏi về chi tiết hoạt động quân sự bí mật này, tướng Paparo đã từ chối trả lời. Ông chỉ khẳng định nó là sự thật và có thể đạt được. Cuộc chiến có thể bất ngờ theo hướng khác. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố chương trình Replication trị giá 1 tỷ đô la Mỹ vào hồi tháng 3. Chương trình này nhằm mục đích mở rộng nhanh chóng năng lực trước sự cạnh tranh chiến lược với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhiệm vụ đầu tiên của nó sẽ là nhanh chóng mở rộng quy mô và triển khai hàng nghìn hệ thống tự hành có thể sử dụng được trong vòng 18 đến 24 tháng tới, tận dụng AI, robot và công nghệ thương mại. Lầu Năm Góc cũng đang hợp tác với các đối tác quốc phòng để phát triển và mua sắm các hệ thống này. Một số hệ thống trong đó sẽ được xác định là rất quan trọng đối với máy bay không người lái ban đầu của chương trình. Tuy nhiên, lịch trình giao hàng cho các hệ thống này hiện tại không rõ ràng. Theo các tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ, nếu đàn máy bay không người lái không được chuẩn bị sẵn sàng khi một cuộc tấn công xảy ra, nó có thể gây ra một cuộc xung đột kéo dài và gây tổn thất nặng nề cho lực lượng hải quân và không quân Hoa Kỳ và có thể mở rộng sang cả các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Và ngay cả khi chiến lược Hellscape xuất hiện kịp thời, nếu chỉ trông đợi vào các đàn máy bay không người lái, cũng không thể sánh được với sự tăng cường quân sự khổng lồ của Bắc Kinh ở phía eo biển Đài Loan. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang mở rộng khả năng chiến tranh hạt nhân, hải quân, không quân mạng, tình báo và điện tử của Trung Quốc với tốc độ kỷ lục. Theo tướng Paparo, ngân sách quân sự của Trung Quốc có thể gấp 3 lần những gì Bắc Kinh công khai tuyên bố, khoảng 700 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong khi đó, ngân sách của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang thiếu 11 tỷ đô la Mỹ so với mức tài trợ cần thiết chỉ riêng trong năm nay. Việc tài trợ cho các chương trình quốc phòng không phải là vấn đề duy nhất. Quân đội Mỹ hiện không có cách nào thực sự đáng tin cậy để ngăn chặn tên lửa hành trình siêu thanh sát thủ tàu sân bay của Trung Quốc. Việc triển khai không gian của Mỹ cũng dễ bị Trung Quốc tấn công. Việc chuyển giao quân sự của Mỹ tới Đài Loan cũng bị chậm tiến độ rất nhiều so với kế hoạch. Chưa kể, việc chính quyền Biden hiện đang trì hoãn việc tổ chức một lực lượng đặc nhiệm mới
với Nhật Bản để giúp chuẩn bị cho một cuộc xung đột ở Đài Loan hoặc ở Biển Đông, nơi Trung Quốc ngày càng trở nên hung hãn. Ngoài ra, làm phức tạp thêm kế hoạch, một cuộc xâm lược toàn diện không phải là lựa chọn duy nhất của ông Tập. Thay vì tấn công Đài Loan, Trung Quốc có thể chỉ phong tỏa hòn đảo này như họ đã làm sau khi Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức nhậm chức vào tháng trước. Việc sử dụng phương án phong tỏa trên biển như DBC chúng tôi đã đề cập ở chương trình trước cũng là một tình huống hoàn toàn có thể xảy ra. Chưa kể, việc Bắc Kinh có thể dùng biện pháp ép buộc kinh tế, can thiệp chính trị và đưa tin sai lệch để buộc người dân Đài Loan thống nhất và phá vỡ tư duy của họ. Và việc chống lại những mối đe dọa này không nằm trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Có thể thấy, tình hình tại eo biển Đài Loan đang có xu hướng ngày càng phức tạp. Rất nhiều các phương án tấn công có thể được dự báo từ Trung Quốc. Hoa Kỳ và các nước đồng minh cũng liên tục tuyên bố những phương án ngăn cản hành động của quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, tất cả đều là những kế hoạch tiềm năng và chúng hoàn toàn có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. Nhất là giữa bối cảnh bầu cử Mỹ sắp diễn ra và ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang là người có tư duy rất khác về cuộc chiến. Ông Trump từng nhận định nếu quân đội Trung Quốc tấn công Đài Loan thì mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, điều duy nhất có thể chắc chắn là quan điểm mạnh mẽ của tướng Paparo. Ông tin rằng nỗ lực 40 năm của phương Tây nhằm thuyết phục Trung Quốc tự do hóa chính trị đã thất bại và châu Á đang mở ra một kỷ nguyên mới nguy hiểm hơn. Vì vậy, khu vực này có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là họ có thể đầu hàng và cuối cùng từ bỏ một số quyền tự do của mình, hoặc họ có thể được trang bị vũ khí tận răng. Và cả hai tình huống này đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn, tự do và hạnh phúc của công dân Mỹ. Tờ Washington Post cũng đã thừa nhận phát biểu của tướng Paparo là đúng. Không ai mong muốn một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á. Nhưng nếu Bắc Kinh tiếp tục chạy đua vũ trang, Mỹ và các đối tác sẽ không thể chịu thua được. Như George Washington đã nói, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ hòa bình. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share và để lại bình luận của quý vị ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, Đặng Hiểu xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.